Hằng Du Mục tên thật là Nguyễn Thị Thái Hằng sinh năm 1995 tại Vĩnh Phúc. Hằng Du Mục là TikToker có 1,3 triệu người theo dõi. Cô nổi tiếng với những video chăm sóc gia đình, trải nghiệm cuộc sống du mục tại Trung Quốc. Ngoài ra Hằng còn gây ấn tượng khi có mối quan hệ tốt đẹp với các con riêng của chồng. Cô là TikTok thường xuyên ghi lại những video địa điểm cô đã từng đến, đồng thời cô cũng là Kun, cool, có tên tuổi và nhiều nhãn hàng mời hợp tác quảng cáo. Như bao cô gái khác, Hằng Du Mục bắt đầu sự nghiệp với công việc văn phòng cố định hàng ngày. Tuy nhiên, sự nỗ lực và lòng kiên trì đã giúp cô chuyển hướng sang kinh doanh online, đồng thời khám phá thế giới với tinh thần mạo hiểm và đam mê khám phá. Hành trình chinh phục đỉnh cao của Hằng không chỉ dừng lại ở việc thu hút hàng ngàn lượt theo dõi trên mạng xã hội, mà còn là việc cô thu thập những khoảnh khắc đáng nhớ tại các địa điểm đến nổi tiếng khắp Trung Quốc. Những video sáng tạo của cô không chỉ ghi lại những cảnh đẹp, mà còn truyền đạt sự kỳ vọng và động lực cho người xem về cuộc sống du mục. Với sự tìm hiểu sâu sắc về văn hóa bản sắc của mỗi địa điểm, Hàng du mục không chỉ là một cái tên nổi tiếng trên mạng xã hội mà còn là người bạn đồng hành tin cậy trong hành trình khám phá thế giới của nhiều người đam mê du lịch. Hàng du mục không ngừng khám phá những địa điểm xa xôi, thường tự lái xe đến những vùng đất heo lánh, từ những dãy núi cao tới những cao nguyên phủ tuyết trắng, nhằm ghi lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống du mục để chia sẻ trên kênh TikTok của mình. Một trong những điểm đến nổi bật mà cô đã khám phá là Tân Cương, Mông Cổ, nơi cô xuất hiện trong video với vẻ đẹp dạng người và trang phục lôi cuốn của người địa phương, thu hút hàng trăm ngàn đến hàng triệu lượt xem trên TikTok không ngừng nuôi dưỡng niềm đam mê khám phá và khám phá văn hóa mới hàn du mục đã thám hiểm nhiều vùng đất khác nhau từ những vùng đất khắc nghiệt như hỏa diệm sơn tây tạng đến những vùng đất đầy nắng và gió việc tự mình đi đến những vùng đất cao nguyên Tuyết trắng là một thách thức đối với cô, nhưng cô luôn chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang phục cho đến thực phẩm trước mỗi chuyến đi. Sự hấp dẫn của video và livestream của Hằng không chỉ đến từ việc ghi lại những cảnh đẹp, mà còn từ việc chia sẻ những thông tin về văn hóa phong tục, truyền thuyết và đặc sản địa phương. Cô thường kể những câu chuyện thú vị về những điều kỳ lạ và những trải nghiệm đặc biệt trong các địa điểm mà cô đến. Từ đó mang đến cho khán giả không chỉ là cảnh đẹp, mà còn là niềm đam mê và kiến thức mới mẻ. Không chỉ đơn thuần là một người review du lịch, cô nàng còn mang đến cho khán giả những câu chuyện đầy cảm hứng về sự kiên trì cố gắng vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Trong nhiều video và live stream, cô chia sẻ về cuộc hành trình của mình, những tâm huyết từ khi bắt đầu cho đến thành công ở thời điểm hiện tại. Những chia sẻ của cô đã truyền cảm hứng cho nhiều người và trở thành nguồn động lực để đạt được những giấc mơ của chính họ. Với những thành tích ấn tượng mà đạt được, cô đã chứng minh rằng với sự nỗ lực và đam mê, bất kỳ ai cũng có thể thành công và đạt được những mục tiêu của mình. Thành công của cô Nàng là một minh chứng cho sự quyết tâm và nỗ lực trong cuộc sống. Cô đã chứng minh rằng bất kỳ ai cũng có thể trở thành người kinh doanh thành công nếu họ có đam mê, tinh thần cầu tín và sự kiên trì trong học hỏi và phát triển kinh doanh. Hằng du mục được netizen đánh giá là chiến thần livestream thế hệ mới Cô thường gây ấn tượng mạnh khi tổ chức nhiều phiên livestream tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng như Tân Cương, Hòa Diệm Sơn, các dãy núi cao nguyên hoặc nơi sản xuất táo Tân Cương. Cô tạo dựng được sự uy tín nhờ sự hiểu biết về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm. Điểm độc đáo giúp nỡ TikToker thu hút hàng ngàn mắt xem, trăm nghìn lượt bán trong mỗi buổi livestream là sự duyên dáng trong lối chia sẻ. Khán giả cho biết cô đem lại cảm giác dễ chịu khi chia sẻ những câu chuyện đời thương, lối sống truyền cảm hứng. Thay vì chỉ hối thúc khán giả chốt đơn, hẳn dung một chăm chỉ trên sóng livestream vào mỗi buổi tối. nữ tiktoker 30 tuổi từng gây sốt khi đoạt doanh thu 817 triệu đồng chỉ với 18 phút bán hàng. dịp đáp giác thì vừa qua cô nàng giúp quang linh vé lốc tổng tán gần 3.000 giỏ quà chỉ sau 2 tiếng lên sóng. Bên cạnh những hoạt động sôi nổi trên, ít ai biết được học vấn của hàng du mục cũng là một điểm sáng đáng ngưỡng mộ. Có từng có thời gian du học tại Pháp khi theo đuổi chuyên ngành sinh học và sinh thái học ở Đại học Toulouse. Chính vì vậy, hàng du mục sở hữu trình độ ngoại ngữ Mieđa cùng với đó là sự am hiểu trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trường Đại học Toulouse là một trong những trường đại học có truyền thống lâu đời nhất ở Châu Âu và thứ hai tại Pháp cơ sở giáo dục này chuyên giảng dạy các ngành khoa học xã hội như luật kinh tế, quản lý, ngôi trường được đánh giá cao thứ hai trên toàn châu Âu trong lĩnh vực đào tạo khối ngành kinh tế và là một trong hai cơ sở giáo dục bậc đại học của Pháp xuất hiện trong top 100 thế giới theo bảng xếp hạng của Thượng Hải trong lĩnh vực kinh tế kinh doanh. Được biết Hằng gặp chồng là anh Tôn Bằng sinh năm 1981 khi có cơ hội sang Trung Quốc thăm người thân. Lúc đó chồng đã có hai con trai riêng, nhưng sau một thời gian tìm hiểu và thấy Tôn Bằng là người hiền hòa hài hước nên cô đã đồng ý về chung một nhà. Hiện tại Hằng đã sinh thêm hai em bé, tạo thành gia đình sáu người rất hạnh phúc. Thời gian đầu Hằng cũng gặp khó khăn trong việc kết nối với hai con riêng của chồng vì cả hai đều là con trai, đang tuổi ăn mới lớn trước tình hình này hai vợ chồng đã ngồi lại và nói chuyện với hai con giải quyết từng khúc mắc bản thân hằng chọn cách đối xử với hai con bằng sự chân thành không phân biệt con chung con riêng để các con gọi bằng gì chứ không ép gọi là mẹ dần dần hai con riêng của Tôn Bằng cũng mở lòng và thân thiết hơn với Hằng. Đặc biệt, Dịch Dương, con trai thứ hai của gia đình Hằng, còn rất nổi tiếng với cư dân mạng Việt Nam. Cậu bạn hay lên sóng trong các clip và phiên live stream của dì, khiến mọi người cười ngất khi bị dì lừa rằng đã sinh em gái, dù em bé. Thứ tư nhà Hằng Du Mục là con trai. Sau sự việc đó, Dịch Dương biết em là con trai, còn trở thành tìm kiếm phổ biến trên TikTok. Sau khi kết hôn vợ chồng Hoàng Thường Xuyên đưa các con đi du lịch khắp nơi trên chiếc xe di động. Những chuyến đi như vậy vừa giúp các con được học hỏi về văn hóa địa lý một cách thực tế, vừa thuận tiện cho công việc kinh doanh của vợ chồng. Khi chia sẻ về cuộc sống lên mạng xã hội, hàng du mục cũng nhận về những thắc mắc của cư dân mạng. Thậm chí nhiều người còn nói những lời khó nghe như cô lấy chồng nhiều tuổi vì tiền, nếu không giàu thì đã không kết hôn. Trước những ý kiến này, hàng du mục đã thẳng thắn đáp trả. Cô cho biết ở thời điểm dịch bệnh, cả hai vẫn cùng nhau làm lại từ đầu, chân thành đổi chân thành, cần cù bù mất mát. Cô nói.